bạn thích chơi Skyblock, bạn thích thể loại RPG cày cuốc, hãy đến ngay Làng Băng VN server Skyblock RPG cực kỳ chất lượng và tạo ngay cho mình một hòn đảo. Ở đây các bạn có thể chọn 3 loại đảo: đảo thường, đảo tuyết, đảo hoang mạc. Server còn có rất nhiều loại nghề nghiệp, hệ thống trao đổi đồ phong phú, hệ thống nhiệm vụ hấp dẫn và còn rất nhiều các tính năng khác. Langbangvn.net, tham gia ngay hôm nay. Yo, what's up? Xin chào mọi người, là tôi Cash Lượng đây. Yes sir. Tôi đã quay trở lại sau 3 tuần gì đấy tôi không ra video. Tôi xin lỗi. Từ cái đợt thi xong tôi bận thi quá xong rồi tôi không ra video được, xong rồi tôi thi xong tôi bị lười ấy. Sao tôi không quay video ấy, tôi xin lỗi. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với content cực kỳ thành công trên kênh của tôi, đấy là content thử thách Bad War. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ có một thứ mới hơn, đó chính là chúng ta sẽ có Bad War ở trong Adip. Chúng ta sẽ có thử thách ở trong Hypixel. Yes sir, nó có sẵn 3 cái thử thách của tôi cho tôi ở đây rồi mà tôi chưa làm nào cả. Nên là hôm nay chúng ta làm thôi. Yes sir, tôi sẽ làm cho bằng được hết 3 cái thử thách này. Yes sir, let's go, bắt đầu thôi, thử thách đầu tiên. Ok, thử thách đầu tiên. Oh shit, tôi mới thấy lag lắm. Thử thách này là tôi sẽ không được nhặt kim cương. Thật ra là tôi không nhặt được chứ không phải không được nhặt. Và hai đấy có khác nhau không thì tôi không biết nữa. Damn, tôi thấy phục tôi vãi bằng một cách nào đấy, bằng 200 ping tôi vẫn chơi. Đâu rồi? What the fuck? Lag quá ai? Mà đánh không biết địch bay đi đâu luôn rồi. Vào đây. Yes sir. Chết mày. Bố láo à? À, nó chưa chết. Nó vẫn hồi sinh này. Oh. Mấy ông chơi Hypixel xong rồi sang bên server Việt Nam nó không bị delay nữa ấy, má phản xạ, chúa tể phản xạ. Faker không có tuổi luôn. Ơ kìa. Sang bảo vệ bét đi chứ. Chạy đi vậy. Tôi xin cái bét nhé. Xin luôn. Giờ sang bên Yellow là hợp lý bởi vì là Yellow sắp bị red sang. Hoặc là bây giờ Yellow sẽ sang nhà tôi bởi vì tôi không ở nhà. Ừ, rất nhiều khả năng. Vào đây, đằng Red kia. Tí rồi men. Đừng có ném Febo nhé. Nhưng nó không ném Febo. Mày quê chưa? Mày bố láo vừa. Ê, tôi bây giờ mới biết nó có cái này đấy. Hay vậy. À Yellow rơi rồi, hay. Đi mua gì đấy để phá bét nhanh hơn. Chứ tôi đập tay đến ngày mai quá. How about vừa TNT vừa Fireball ở. Cháp à, tôi đứng đợi hết cháp xong tôi mới thả TNT ấy làm gì nhau. The fuck. GG. Yes sir, vô địch rồi. Vô địch rồi. Ok, thử thách tiếp theo. Được rồi. Thử thách thứ hai là tôi sẽ không được mua vật phẩm gì ở trong cái mục cuối shop TNT ấy. Có mấy cái fireball TNT xong rồi quả táo vàng các kiểu ấy. Đấy, tôi sẽ không được mua bất cứ vật phẩm gì trong cái mục shop đấy. Ok, let's go. Đi bên này à. What's up, bro?
Đi đâu nhỉ? Xong quay đi. Má quay sang nhà tôi. Rất là thật giao cách cảm nhá. Bình tĩnh quay ơi. À mày trốn không? Mày trốn không? Mày trốn không? Mày trốn không? Má luôn. Ping ping cao quá. Oh shit, green sang đây nữa men. Fuck green sang đây men. Chết mày chết mày chết mày chết rồi green ạ. À. Mày very chết rồi. Ơ kìa. Trời ơi ping. Mày very chết rồi. Mày như nào? Mày như nào? Mày nhảy vào đây. Mày nhảy vào đây, mày nhảy vào đây, mày nhảy vào đây. Mà tôi xích quá, tôi xin lỗi. Trời ơi. Đây rồi. Mày chết, mày chết. Láo lếu nha. Yeah, và tôi vẫn không được hồi máu bởi vì tôi không được mua shop ở ở trong cái shop kia. Fuck. Không sao, không sao. Không có gì để thử thách với tôi cả. Dăm ba thử thách này, tôi còn chơi game không có chuột mà. À đâu. Ừ, tôi còn chơi game tôi không được click chuột mà. Dăm ba thử thách Speak English. Mày. Sử pick English này nó bảo tôi hack kìa. Má hạnh phúc, điều hạnh phúc nhất của game thủ là bị là được người khác bảo mình là hack ấy. Chứng tỏ mình chơi như hack. Mà tôi vẫn không được mua táo nhật sư. Tức quá. Tôi pro vãi. Tôi pro vãi. Tôi quá pro. Quá pro. Mày vào đây. What the fuck. Pro vãi. Shit, thử thách thứ hai hoàn thành. Yes sir. Này sẽ là bạn quá cái gì? Bạn quá selfish là sao ghen ăn tức ở à? À? Bạn quá không biết. À bạn quá ích kỷ. Bạn quá ích kỷ để vứt bất kỳ thứ gì cho người khác, có nghĩa là mình không được vứt đồ. Ừ, your team chest and the chest unlock. À cũng không được vứt, à không được cất đồ vào dương. Holy shit, có nghĩa là tôi sẽ không được vứt đồ ra và tôi sẽ không được cất đồ vào dương. Và chết thì chết luôn. Chết thì mất hết đồ luôn. Không được vứt đồ. Ừ. Ừ, không được cất đồ vào dương. Thì một khi chết tôi sẽ mất hết vàng. Má tôi với thanh niên bắt cùng độ cao luôn. Yes sir. Fuck, tôi không thể chết, tôi không thể mất được. Tôi phải đi nhặt thêm vàng không? Tôi mua mua giáp đã. Mình tranh thủ lúc tôi có 8 cục sắt này. À 8 cục vàng này. Yes sir, mua vàng thôi. Mua giáp thôi. Má chơi chế độ này là phải mua hết đồ thôi mọi người ạ. Kiểu gì chết mình cũng mất mà. Nên là mua thôi. Ok nhá. Sang bên tôi nghĩ à, ê, tôi nghĩ sang Aqua là hợp lý này. Bởi vì là vì hai bên hai thanh niên này đang đánh nhau in xèo này. Ô, Aqua chết rồi, thế là sang White.
Đừng có fireball, đừng có fireball, đừng có fireball, đừng có fireball, đừng có fireball. Nó không fireball thật. May ăn kịp quả táo men. Xem nào. Còn Gray, Gray mất bet à? Ok. Gray mất bet thì đi. Đi đi đường này là sẽ gặp này. Gray đang sang red. Ngon. Ngon 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 ngon. Nếu mà red mất bet thì tôi có thể vào bù liếm. Hợp lý này. Cơ hội, cơ hội, cơ hội. Tôi phải đứng đợi Gray nhảy xuống. Gray thấy tôi rồi, fuck. Nhảy xuống men, nhảy xuống men, nhảy xuống men. What the fuck, tôi vừa làm cái gì vậy? Holy fuck. Tôi vô địch rồi, yes sir. Tôi vô địch rồi. Yes sir. Cảm ơn mọi người đã xem video này của tôi. Cảm ơn rất nhiều. Mọi người có thấy cái dạng video mà thử thách ở trong 2 pixel này có hợp lý không? Nếu hợp lý thì mọi người cho tôi biết nha, tôi làm tiếp. Man. Uầy, mày cho mày thử thách khó chịu thật sự. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi đến tận bây giờ. Tiếp theo sẽ là chuyên mục tôi đọc comment hoặc là đọc câu hỏi gì đấy ở trong Discord mỗi cuối video. Let's go. Yes sir, bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục mới trong tất cả những video của tôi sau này. Đó chính là chuyên mục đọc câu hỏi cuối video. Yes sir. Mà lúc video, lúc video. Được rồi, câu hỏi đầu tiên. Anh có tính đổi game không? Ví dụ Liên Minh, CSGO, Valorant hoặc thể loại khác của Minecraft không phải PvP. Về câu hỏi này thì bây giờ mình sẽ trả lời thế này. Bây giờ kênh mình là kênh Bet War mà nó vẫn còn nhỏ. Đa số khán giả của mình xem mình bởi vì mình chơi Bet War ấy, chứ không phải xem mình bởi vì mình ấy. Yeah, nên là sau này ví dụ kênh tôi to hơn đi, tôi like tầm tầm có 30-40 view đi, ví dụ nha, ví dụ thế, thì tôi có thể quay sang game khác. Thì lúc đấy chắc chắn nó sẽ vẫn còn 19-20 view, lúc đấy quay game khác cũng ok. Được rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi tiếp theo, anh có thể show góc làm việc được không? Được, đây là góc làm việc của tôi. Câu hỏi tiếp theo nữa. How to be gay? I don't know. Why are you gay? Câu hỏi tiếp theo. Anh có BD không? Không men, người ta men lì, người ta mấy cơ bắp cuộn cuộn. Không nha, không. Yes sir, tôi mới có bằng đấy câu hỏi thôi. Các bạn hãy hỏi thêm câu hỏi xuống bên dưới phần bình luận để video sau tôi có thể trả lời tiếp nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi đến tận bây giờ. Thank you. Bye bye.